đã khá lâu rồi kể từ khi chúng ta có cuộc trưng cầu dân ý, và đó là cách duy nhất hiến pháp văn bản quy định cách thức nước Úc được quản lý có thể thay đổi. Nếu là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, bạn phải bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, câu trả lời của bạn là quan trọng. Hãy cập nhật chi tiết của bạn hoặc ghi danh ngay hôm nay tại aec.gov.au. Được ủy viên ủy hội bầu cử tại Canberra ủy quyền. The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills, and parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff, and companies hang on to their people. So, easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Kim Hoàng và Nguyên Khang. Rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Vietfay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 9 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, một trong những thông tin có lẽ được quan tâm nhiều nhất bởi các cơ quan truyền thông đó là hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á ASEAN vừa kết thúc vào chiều tối ngày hôm qua 7 tháng 9 sau 4 ngày hội nghị. Và tham dự hội nghị lần này, như chúng tôi cũng đã liên tục loan báo, có Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính cùng với Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris cũng đã tham dự cái hội nghị lần này và đại diện cho Trung Quốc là Thủ tướng Lý Cường. Hai nhân vật đã vắng mặt đó là Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Và lý do cũng đã được nêu ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không nói về những cái sự vắng mặt của hai nhân vật đặc biệt này. Chúng ta chỉ sẽ tập trung là hội nghị lần này đã đạt được những gì mà nước chủ nhà Tổng thống Widodo cũng đã liên tục loan báo. Kinh tế là một trong những trọng tâm. Nhưng mà dường như là lần này thì ngoài cái vấn đề kinh tế, hội nghị Đông Nam Á cũng đã thảo luận rất nhiều về những cái bất ổn chính trị liên quan tới Ukraine, liên quan đến vấn đề Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa, cái tàu ngầm hạt nhân. Rất nhiều vấn đề đã được nêu ra, phải không? Thì thế giới đang tập trung cái sự chú ý vào hai cái hội nghị thượng đỉnh, hay là hai hội cấp cao. Đó là hội nghị cấp cao của ASEAN như Kim Hoàng vừa đề cập, đó là cũng vừa kết thúc ở Indonesia. Và hội nghị tiếp theo, ngay sau cái hội nghị này, sẽ là hội nghị G20, là hội nghị của 20 nền công nghiệp hàng đầu thế giới tổ chức tại Ấn Độ. Thì cái thông thường đó, cái trọng tâm của các cái cuộc gặp này đó, thì nó sẽ bàn về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên là diễn biến tình hình kinh tế rất là phức tạp trong thời gian gần đây, thì cái hội nghị đó nó sẽ mở rộng ra bàn về các vấn đề về hợp tác, vấn đề an ninh, vấn đề quốc phòng. Trong đó thì chúng ta cũng biết là cho cái khu vực ASEAN, đây là cái điểm nóng về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt là ngay trước khi hội nghị thì Trung Quốc công bố cái bản đồ mới. Thì cái bản đồ mới này nó sẽ gây ra hai cái làn sóng rất là tranh cãi, rất là dữ dội giữa các quốc gia. Đầu tiên đó là Trung Quốc công bố cái đường lưỡi bò mới 10 đoạn mà bao phủ cái 90% khu vực Biển Đông và đảo Đài Loan. Và trong khi đó, thì bên phía Tây của Trung Quốc đó là họ cũng đã công bố cái bản đồ, trong bản đồ này thì công bố cái đường biên giới đó, nó lại lấn sang cái phần lãnh thổ của Ấn Độ nữa. Và Ấn Độ dự kiến lần này thì họ là nước chủ nhà hội nghị của G20 này. Có nghĩa là cái hội nghị G20 lần này, cái căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc nó không những là không giảm nhiệt mà nó đang còn gia tăng cái sự căng thẳng. Về lịch sử đó thì Ấn Độ dường như là họ trong quá khứ đó họ ngã về phía Trung Quốc và Nga. Bởi vì cái mối liên hệ nó cũng, thứ nhất là có biên giới chung, cái thứ hai nữa đó là cái quan hệ về kinh tế nó cũng chặt chẽ nhau. Nhưng mà trong thời gian gần đây đó, khoảng chừng 2 thập niên gần đây đó, thì Ấn Độ bắt đầu ngã về phía phương Tây nhiều hơn. Thật ra thì Kim Hoàng nhận thấy là Ấn Độ có thể là ngã theo bất cứ một cái quốc gia nào. Bởi vì Ấn Độ là một quốc gia duy nhất họ có thể làm bạn với Hoa Kỳ, với Liên bang Nga, với cả Trung Quốc. Mặc dù họ còn vẫn có những bất đồng với Trung Quốc, nhưng mà về vấn đề giao thương họ vẫn liên lạc với Trung Quốc. Liên bang Nga trong cái cuộc chiến Ukraine vừa qua, Ấn Độ cũng là nằm ngồi mát ăn bát vàng, là bởi vì đã mua được rất nhiều những dầu hỏa.
và khí đốt giá rẻ từ Liên bang Nga. Họ chẳng mất gì hết, cho nên không biết là trong cái vai trò chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 lần này thì họ làm sao để mà có thể vung tròn được cái trách nhiệm khi mà Tổng thống Putin cũng đã xác nhận là sẽ không tham dự. Nhưng mà cái vấn đề Ukraine vẫn sẽ được nêu ra. Như vậy thì nó sẽ đưa Ấn Độ vào một cái vị thế rất là khó xử, khá là nhạy cảm trong cái bối cảnh này. Thì cái hội nghị lần này thế giới đang rất là chú ý, bởi vì Ấn Độ đóng một vai trò rất là lớn. Thứ nhất là chủ nhà, thứ hai nữa là phải giải quyết vấn đề các cái hài hòa, các cái lợi ích mà hài hòa lên giữa các quốc gia. Và cái thứ ba nữa là làm sao ra được cái tuyên bố chung. Bởi vì thông thường nó kết thúc hội nghị đó, thì thường là họ sẽ phải thông qua cái tuyên bố chung. Cái tuyên bố chung này là cái bản thông báo mà để kết thúc hội nghị và đạt được sự đồng thuận của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì các nước phương Tây và Mỹ vẫn đưa quan điểm là trong cái tuyên bố chung này là sẽ phải lên án Nga về cuộc chiến Ukraine. Nhưng mà bên phía Ấn Độ thì họ dự kiến là họ cũng sẽ đưa quan điểm của Nga và Trung Quốc vào luôn. Có nghĩa là các bạn một cái sự hỗn hợp. Họ sẽ không làm mất lòng ai hết trong các bạn tuyên bố chung này. Nhưng mà các quốc gia còn lại, các quốc gia phương Tây có đồng ý hay không lại là một cái vấn đề khác. Ngoài ra đó thì Ấn Độ cũng thông qua cái hội nghị này mà không để họ giải quyết cái vấn đề trong nước của họ luôn, đó là họ muốn đổi tên. Vâng, kính thưa quý vị, cái vấn đề mà Ấn Độ đang muốn đổi tên thông qua việc Tổng thống Ấn Độ trong cái bữa tiệc tối họ đã không dùng từ là Tổng thống Indian mà dùng từ là Tổng thống Habra, thì cũng là gián tiếp cho thế giới biết là có lẽ là Ấn Độ sẽ đi đến một cái quyết định đổi tên. Tuy nhiên để đổi tên một cái quốc gia, Ấn Độ cũng như các quốc gia khác cần phải có một cái sự thống nhất ở trong nội các, và tại Ấn Độ theo luật lệ hiện hành thì cần phải có 2/3 thành viên quốc hội phải thông qua, phải đồng ý thì cái việc đổi tên này nó mới được thông qua. Nhưng mà thật ra thì Nguyên Kha có biết lý do tại sao mà họ không thích cái tên Indian nữa mà họ lại muốn đổi qua cái tên Habra không? Về cơ bản đó là trong hiến pháp Ấn Độ đó thì họ quy định cái tên, cái định nghĩa đầu tiên đó là Ấn Độ là cái tên của cái liên hiệp, một cái liên hiệp các tiểu bang của Ấn Độ. Nhưng mà nó cũng có cái tên song song trong hiến pháp, nó cũng có quy định là tên Bharat, là vẫn là một cái tên sử dụng song song. Nhưng tuy nhiên thì nó không sử dụng trong cái quốc tế. Và bây giờ họ đi ngược lại với cái truyền thống, họ sẽ sử dụng cái tên quốc nội để mà công nhận với quốc tế luôn. Có nghĩa là nó sẽ đồng nhất chỉ là một tên thôi. Anh nghĩ cái này là từng bước họ muốn cho thế giới biết là thứ nhất là họ có một cái tên mới, thứ hai nữa là họ cũng muốn thoát khỏi. Bởi phía Ấn Độ đó họ vẫn không muốn sử dụng Ấn Độ tên India, bởi vì họ nghĩ là đây là cái tên gắn liền với cái thời gian mà họ là thuộc địa của Anh. Cho nên là họ đến bây giờ thì họ độc lập rồi, cái nền kinh tế của họ bây giờ cũng đã tự cường được rồi, tự chủ được rồi, cho nên là họ muốn cho thế giới biết là cái vị thế của họ, cho nên là họ muốn đổi cái tên. Như vậy là họ sẽ đổi luôn lại cái bài hát chủ đề của họ, một trong những cái bài hát rất là nổi tiếng của Ấn Độ, phải không? Trước đây họ đã có cái bài hát để mà đưa hàng hóa của Ấn Độ ra toàn thế giới, nó gọi là Made in India. Thực ra thì cái bài hát này nó sáng tác vào năm 95 là bởi một cái nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Ấn Độ. Thì ông này đó, ông cũng lấy cái cảm hứng, ông muốn có một cái bài hát gì mà nói về Ấn Độ, nói về cái để thể hiện cái lòng yêu nước của ông. Thì cái tác giả đó tên là Bidu Appaya. Thì ông này đó sau đó thì ông có sáng tác cái bài Made in India mà được trình bày với ca sĩ Alisha Chennai á. Thì bài hát này lúc này là một cái hiện tượng của thế giới, hiện tượng âm nhạc thế giới luôn. Gần như là không phải là người dân Ấn Độ, người dân nước nào trên thế giới thì chỉ cần nghe cái giai điệu hay là cũng có thể nhún nhảy theo. Đó là cái sự thành công, cho nên là khi họ đổi tên nước thì họ phải có cái bài hát chủ đề khác để mà đưa lại cái sự thành công cho cái tên mới. Trở lại với hội nghị Đông Á ASEAN, kính thưa quý vị, trong cái hội nghị lần này thì như Kim Hòa đã nói là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tham gia cùng với Thủ tướng Úc Albanese và tất cả những cái vị lãnh tụ các quốc gia này đã có rất nhiều những cuộc họp bên lề hội nghị. Với Việt Nam thì Việt Nam cũng đã có những cái cuộc gặp gỡ giữa ông Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Kamala Harris. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Phạm Minh Chính đã gặp gỡ Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bởi vì trước đây thì họ đã gặp gỡ vài lần rồi, và tính luôn lần này thì hai người đã gặp gỡ nhau 3 lần. Và tại trong cái khi gặp gỡ nhau tại bên lề hội nghị ở Indonesia, Thủ tướng Việt Nam một lần nữa cũng đã xác nhận là hiện nay những cái khâu để mà chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Việt Nam gần như là đã hoàn tất. Là bởi vì như quý vị cũng biết, ngay sau khi kết thúc hội nghị G20 vào tối ngày 10 tháng 9 thì Tổng thống Biden sẽ lên đường sang thăm viếng Việt Nam. Chuyến đi này chỉ vỏn vẹn diễn ra 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Vì vậy tất cả các khâu chuẩn bị cần phải thực hiện vài tuần lễ trước đó. Phía Tòa Bạch Ốc thì chưa đưa ra một cái thông báo chính thức gì, nhưng
chúng ta cũng ai cũng có thể hiểu, chuyến viếng thăm lần này của Tổng thống Joe Biden nhằm mục đích là nâng tầm quan hệ đối với Việt Nam. Và dường như là việc này cũng đã được thảo luận, có tất cả các kênh họ đã thảo luận với nhau rồi, chỉ cần official công bố nữa thì chúng ta sẽ biết có nâng tầm hay không, phải không? Ngoài ra thì cái việc tại hội nghị lần này, Việt Nam cũng đã ký kết được một cái hợp đồng rất là quan trọng, đó là cái ký kết được cái về cái thương mại gạo với Philippines, một trong những cái nguồn lương thực được cho là đang tăng giá và đang khan hiếm. Thì Việt Nam đúng là tranh thủ cái hội nghị lần này là làm được một, gọi là chúng ta hay, người Việt ta hay gọi là làm được một công đôi chuyện là một lần đi thôi, giải quyết được rất nhiều việc. Đầu tiên đó là cam kết là sẽ đón tiếp Tổng thống Biden rất là trọng thị và chu đáo. Cái thứ hai nữa là cũng sẽ khẳng định lại là có thể lần này sẽ hai nước sẽ nâng lên cái tầm quan hệ ngoại giao đến mức là đối tác chiến lược. Rồi cũng trong cái hội nghị này thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp Thủ tướng Australia là Anthony Albanese, là cũng hai bên cũng cam kết là cũng sẽ hoàn thiện những khâu cuối cùng để có thể là nâng cái đối tác lên thành là chiến lược toàn diện để trở thành cái mức cao nhất của Việt Nam. Nghĩa là Việt Nam sẽ trở thành Úc Châu sẽ trở thành quốc gia thứ 6 hoặc thứ 7 nếu có luôn Singapore, thì Úc Châu sẽ là trở thành thứ 7 để mà có được cái quan hệ ở cấp cao nhất đối với Việt Nam. Cũng liên quan đến Việt Nam, kính thưa quý vị, hai tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ bởi vì họ đã mang theo chất cấm trong cái vali hành lý của họ. Điều này cũng không phải là lạ, là bởi vì trước đây 4 tiếp viên hàng không cũng đã bị bắt giữ, nhưng cái khác nhau, trước đây họ bắt giữ tại Việt Nam. Cho nên sau khi bắt giữ một tuần lễ, cảnh sát cũng đã tạm tha cho 4 người này bởi vì họ hầu như là không biết những cái hàng hóa mà họ đem đi nó có chất cấm. Nhưng mà cái vấn đề khác ở đây là Hàn Quốc hiện nay là nơi đã bắt giữ hai cái tiếp viên này. Chất cấm thì nó rất là rõ ràng, mặc dù cả hai nữ tiếp viên đều xác nhận họ không hề biết những cái mặt hàng họ đem đi là có chất cấm. Họ chỉ nhìn thấy những cái hóa chất lỏng và họ được trả một cái chi phí khoảng trên dưới 2 triệu đồng Việt Nam để mang cái lô hàng này sang Hàn Quốc mà thôi. Và không biết là liệu rằng cái lời khai của hai nữ tiếp viên này có thuyết phục được cảnh sát Hàn Quốc để mà họ có thể được tha bổng như là 4 tiếp viên hàng không đã từng bị bắt giữ hay không? Thì đúng là cái vấn đề này rất phức tạp, bởi vì bọn tội phạm xuyên quốc gia đó, họ hoạt động rất là tinh vi với nhiều cái hình thức khác nhau. Cho nên cái này cũng là một lời cảnh báo của không phải riêng tiếp viên hàng không đâu, của tất cả những hành khách đi đường hàng không đó, thì chúng ta cũng thận trọng. Và cái lời khuyên là đừng nên nhận bất kỳ gì của ai, cho dù là người thân. Một cái lời khuyên nó hơi lạnh lùng một chút xíu. Nhưng mà chúng ta phải đảm bảo an toàn của cá nhân chúng ta trước. Và kính thưa quý vị, trong vấn đề an ninh, Triều Tiên vừa mới loan báo là họ sẽ chuẩn bị hạ thủy một cái tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật. Đây có thể nói là một cái thông tin gây khá sốc cho thế giới, phải không? Đính chính là không phải là chuẩn bị mà họ đã thực hiện rồi vào ngày 6. Là ngày 6 tháng 9 đó, là họ đã thực sự mà nói là đã xuất xưởng con tàu là cho xuống nước luôn rồi. Thì tàu này đó thì, nhưng mà đã chạy thử chưa? Bắt đầu cho lặn thử ngày 7 tháng 9 thì tôi nghĩ nó cũng sẽ thành công. Tàu này đó thì đúng là Triều Tiên đã có bước chuẩn bị từ lâu rồi, từ những năm 2016 đến 2019 là họ đã chuẩn bị rồi. Thế giới cũng đã quan sát rồi. Thì cái tàu nằm hạt nhân này đó thì cơ bản là họ sẽ chứa cái đầu đạn hạt nhân. Chứ còn cái nguyên liệu chạy bằng nguyên liệu gì thì đến giờ vẫn chưa có công bố, bởi vì chúng ta cũng biết là cái tàu ngầm á, thì cái hai cái công nghệ tiên tiến hiện nay đó là công nghệ chạy bằng diesel hoặc là công nghệ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thì Khai nghĩ là cái lớp này đó thì chưa có phải là chạy bằng năng lượng hạt nhân đâu. Có thể là cũng là những tàu công nghệ thông thường thôi, nhưng mà nó có mang đầu đạn hạt nhân. Cái đó là mình có thể khẳng định. Và đó cũng là một cái thành công rất là lớn mà thế giới có thể nói là phải thán phục Triều Tiên. Ngay cả nước Úc của chúng ta cũng chưa có được cái công nghệ này nữa. Nước Úc cũng chúng ta đang bắt đầu mò mẫm để mà đi thôi. Và dự phỏng là cái dự án AUKUS có 8 cái chiếc tàu ngầm hạt nhân sẽ được cố vấn hoặc là được hướng dẫn bởi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Nhưng chúng ta phải mất 10 năm mới có được một chiếc tàu ngầm và cái đầu tiên mà thôi. Chứ hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có. Và cái thời điểm 10 năm đó không biết có thể là kéo dài lâu hơn nữa. Như vậy là Triều Tiên một lần nữa là đi bước trước so với Úc rồi, phải không? Cũng, Úc của chúng ta đang bị tụt hậu khá nhiều. Cũng không hẳn là Triều Tiên giỏi hơn chúng ta trong vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng mà bởi vì cơ bản, hay nói đùa,
trong cái bình luận quốc tế đó là đây là một cái đứa trẻ ngỗ nghịch, hay là một đứa em ngỗ nghịch được sinh ra bởi hai thằng đàn anh là Nga và Trung Quốc, bởi vì họ có hai cái biên giới chung. Triều Tiên, Bắc Triều Tiên về biên giới là có biên giới chung với Trung Quốc và biên giới chung với Nga. Cho nên là mà hai nước này, ba nước này nó từng nằm trong cái khối rất là kháng khích với nhau so chủ nghĩa nữa. Cho nên là họ có một cái hợp tác về quân sự, về truyền thống rất là tốt rồi. Cho nên là nếu mà Triều Tiên mà muốn phát triển vũ khí hạt nhân thì xin thưa là Trung Quốc và Nga sẵn sàng giúp đỡ phía sau lưng liền, chắc chắn luôn. Và dùng đây là cái bước để mà răn đe các cái nước châu luôn. Bởi vì chúng ta, nếu mà quý vị dỡ bản đồ thế giới ra là biết là Triều Tiên á, rất là gần Nhật, là một cái đồng minh thân cận của Mỹ. Mà từ Triều Tiên đó cũng có thể, nếu mà các cái đầu đạn hay là các tên lửa tầm xa đó vượt qua Thái Bình Dương là bay qua tới bờ phía Tây của Mỹ liền. Cho nên họ về phía Nga và Trung Quốc đó, gần như là biến Triều Tiên thành một cái công cụ để mà đối đầu lại với phương Tây. Nghĩa là cái vị trí địa lý của họ rất gần với Hoa Kỳ. Cho nên là Triều Tiên họ rất là mạnh về vũ khí là như vậy. Họ có được cái sự hậu thuẫn giữa hai cái cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Nga. Và sau khi loan báo thông tin này thì chủ tịch của Triều Tiên là ông Kim Jong-un cũng đã xác nhận là ông sẽ có chuyến viếng thăm tới Liên bang Nga trong một cái thời gian ngắn sắp tới, và ông sẽ di chuyển bằng tàu lửa. Nhưng mà tàu lửa này là tàu lửa được bọc sắt đàng hoàng, có nghĩa là mọi sự tấn công sẽ bị vô hiệu hóa. Ông sẽ được đảm bảo an toàn. Vị lãnh tụ này cũng rất là đặc biệt, khi ông rất hiếm khi di chuyển bằng chuyên cơ sang các quốc gia láng giềng. Trước đây trong cái chuyến viếng thăm đến Trung Quốc hoặc thậm chí là đến Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trước đây thì ông cũng đã chọn cái phương tiện là di chuyển bằng đường xe lửa mà thôi, bởi vì ông cho rằng đó là cách phương thức an toàn nhất trong các chuyến công du nước ngoài của ông. Trở lại với sinh hoạt kinh tế tại Trung Quốc, kính thưa quý vị, vài ngày trước đây thì chúng tôi cũng đã loan báo là thị trường nhà cửa hoặc là thị trường địa ốc của Trung Quốc đã rơi vào cái tình trạng khủng hoảng rất là trầm trọng, bởi vì cái bong bóng bất động sản gần như nó đang bắt đầu vỡ tung. Và trong lĩnh vực này, một trong những công ty đi đầu đó là công ty Everfriendly, trước đây vào năm 2021 cũng đã từng rơi vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên, với sự tài trợ của chính quyền Bắc Kinh thì công ty này cũng đã phần nào được phục hồi, nhưng mà cổ phiếu của công ty này thì vẫn ở cái mức rất là thấp. Tuy nhiên, một cái thông tin rất là may mắn khi mà một trong những cái đối thủ của họ trong cái lĩnh vực gia cư đó là công ty Country Garden vừa tuyên bố thoát được tình trạng vỡ nợ. Và với thông tin này thì lập tức đã làm cho cổ phiếu của Evergrande nó đã gia tăng một cách rất là ngoạn mục. Tuy nhiên, cái sự gia tăng này theo đánh giá của Khai thì nó có last long hay không, nó chỉ là một cái sự gia tăng nhất thời trong cái bối cảnh hiện nay mà thôi. Khá nghĩ là nó cũng có thể là một cái tín hiệu tích cực để giúp những công ty hàng đầu trong thị trường bất động sản Trung Quốc là Evergrande và Country Garden họ thoát khỏi được cái cảnh mà gọi là không có đáo hạn, không có khả năng thanh toán nợ. Bởi vì hiện nay đó, nếu như mà cái nói về số nợ của hai công ty này cộng lại là nó đã hơn 500 tỷ đô rồi, và cái con số này nó sẽ không dừng lại ở đây nếu như cái lãi suất nó tiếp tục gia tăng nữa. Cho nên về phía chính phủ Trung Quốc họ cũng đứng ra, họ có đảm bảo cho các khoản vay này rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì các công ty này hiện nay cũng chính họ đó cũng cần phải có một sự thương lượng với các ngân hàng và các bên cho vay á, để làm sao thứ nhất là giảm cái lãi suất lại, thứ nhất, cái thứ hai nữa là giảm cái tiến độ trả nợ để cho họ có được cái cơ hội họ tái cấu trúc cái hoạt động lại để cho nó hiệu quả hơn, nhằm tạo ra cái dòng tiền có thể trả nợ lại. Thì cái động thái này của Country Garden cũng là một cái tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản, là họ có thể dùng cái uy tín của mình để thương thuyết được các ngân hàng và các bên cho vay để làm giảm cái tiến độ hay giảm áp lực trả nợ của họ lại. Vâng, có thể cái thị trường nó sẽ được duy trì, nó có thêm cái thời gian nữa để mà duy trì, và người dân cũng có cơ hội sở hữu được những cái căn nhà với giá cả phải chăng hơn trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý vị, cũng tại Trung Quốc, một thông tin liên quan đến an ninh quốc phòng được thế giới quan tâm rất nhiều, đó là chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cho tất cả những cái quan chức làm việc trong chính phủ không được phép sử dụng iPhone. Lệnh cấm này đã được công bố vào ngày thứ tư tuần này, và tờ Wall Street
Journal của Hoa Kỳ cũng đã loan tải. Một ngày sau đó, có nghĩa là vào ngày thứ năm, thì những công ty được tài trợ bởi chính phủ Trung Quốc cũng đã được đưa vào cái lệnh là cấm không cho sử dụng iPhone. Lập tức cái thông tin này nó ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của iPhone, hơn 200 tỷ đô la iPhone đã bị bốc hơi trong 2 ngày. Thì đây chắc chắn đây là một cái quyết định trả đũa lẫn nhau. Nhưng mà Trung Quốc đã đưa ra cái quyết định này sau khi họ được cho là đã thành công trong việc tạo ra một cái điện thoại thay thế bởi công ty Huawei của Trung Quốc. Thì Khang nghĩ cái này nó cũng không đơn thuần, nó cũng không có phải là cái lý do về an ninh quốc phòng đâu. Đây cơ bản là vấn đề về cạnh tranh về kinh tế thôi, nên là một sự trả đũa lẫn nhau. Và cái điều này nó cũng không mới nữa, mà chỉ là nạn nhân lần này là iPhone thôi. Vì chúng ta biết là iPhone hiện nay đó, cái doanh số bán ở thị trường Trung Quốc đã chiếm 25% trong tổng số iPhone trên toàn cầu rồi. Thì nếu mà mất cái thị trường này thì chắc chắn là iPhone sẽ bị đau đứng, sẽ bị điều đứng liền, sẽ bị lao đao. Hiện tại lệnh cấm bây giờ nó chỉ mới khoanh vùng ở những quan chức làm việc trong chính phủ, ở những công ty được chính phủ tài trợ. Và nếu mà chúng ta tính theo cái tỷ lệ thì nó khoảng chừng 10% dân số của khoảng 1 tỷ 400 triệu người. Nhưng mà nó sẽ rất sớm nếu như mà cái dòng điện thoại hiện nay thay thế là của công ty Huawei nó có thể đủ chức năng, người dân Trung Quốc được khuyến khích xài hàng nội địa, thì lúc đó thật sự là Apple mới mất cái thị phần 25% này. Thực tế thì về Trung Quốc á, trong vấn đề cạnh tranh với Mỹ đó, họ không có những cái chiêu này không phải là mới mà họ rất là khéo léo ở chỗ là cái lệnh cấm này á, chúng ta không tìm được một cái văn bản chính thức nào hết trơn á, không có văn bản chính thức nào mà nói là họ cấm không xài iPhone hết trơn á, bởi vì nếu như vậy thì sẽ vi phạm cái nguyên tắc của tổ chức WTO là tự do thương mại, đúng không nào? Họ chỉ là những cái thông tin bên lề và những thông tin nói với nhau trong cuộc họp thôi, hay nói chính xác là thông tin bằng miệng thôi. Nhưng mà chúng ta biết là Trung Quốc á, họ rất là chặt chẽ trong vấn đề kiểm soát về an ninh, và chúng ta vẫn biết là họ là cái quốc gia mà có cái rất là hạn chế về tự do ngôn luận, và cái vấn đề mà chính phủ kiểm soát tất cả các hoạt động của các công ty trong của các công ty quốc doanh hoặc là các cơ sở kinh tế lớn của họ đó, họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Thì trả lại cái câu chuyện mà gọi là leo thang thương mại, căng thẳng về thương mại của Trung Quốc với Mỹ đó là xảy ra rất là lâu rồi. Lần này là iPhone thôi, chứ có quý vị chúng ta vẫn còn nhớ là Trung Quốc từ lâu rồi đã cấm Google không có cho hoạt động tại Trung Quốc rồi, cấm luôn YouTube luôn không hoạt động tại Trung Quốc. Cho nên việc Face TV cũng không phát được ở Trung Quốc nữa, bây giờ chúng ta phát trên cái nền tảng là YouTube, đúng không? Và cũng đã cấm luôn một số cái công ty như Facebook nữa. Thì rất nhiều bạn trẻ của thế giới đó họ hỏi là vậy thì các bạn trẻ Trung Quốc làm sao sống được khi mà thiếu Facebook hay là thiếu các nền tảng này? Thì cái câu trả lời xin thưa là Trung Quốc có đầy đủ các sản phẩm thay thế. Đó là cái hệ thống WeChat của Trung Quốc. Họ rất là mạnh chỗ này. Nếu không có YouTube đó, thì họ có một công ty tên là có một cái công ty công nghệ tên là YouCu, cái hoạt động rất là mạnh, không thua YouTube. Nếu như chúng ta không có Google thì họ có Baidu, họ vẫn có những cái nhà phát triển công nghệ rất là mạnh, mà phải nói là ngang ngửa với các công ty Mỹ có gì họ có đó. Rồi không có Facebook thì cũng đã có WeChat với lại Weibo lo rồi. Cho nên là người dùng Trung Quốc không có thiếu. Có nghĩa là thế giới cần Trung Quốc chứ Trung Quốc không cần thế giới. Họ đang muốn đưa ra cái thông điệp là họ có thể tự lập tất cả mọi vấn đề về những cái vấn đề kỹ thuật như thế này. Trước đây thì họ thua thiệt, họ thua Hoa Kỳ thiệt, nhưng mà trong vài thập niên vừa qua thì họ đã đuổi kịp tất cả những cái nền tảng khoa học như thế này hoặc là những nền tảng công nghệ như thế này. Có thể nói thế giới còn phải học hỏi Trung Quốc về cái tốc độ phát triển nữa là khác. Thực tế cái đó là cái hay của Trung Quốc, nhưng mà cái nó cũng là một cái điểm mà Trung Quốc mà thế giới không có hài lòng ở Trung Quốc, đó là họ dùng cái sự bành trướng của mình, họ dùng cái sức mạnh cơ bắp của mình để mà ức hiếp các cái gọi là can thiệp thô bạo vào các cái hoạt động kinh tế tự do. Kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Nguyên Khang cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý khán giả trong phần điểm báo vào tuần tới.